Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển không ngừng lớn mạnh của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, hoạt động của Viettel Hưng Yên trong những năm qua cũng đã khẳng định được vị thế của đơn vị và đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Viễn thông Viettel, chúng tôi xin giới thiệu những thành tựu đã đạt được của Tập đoàn Viettel. Ngày 1 tháng 6, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel chính thức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Khởi nghiệp năm 1989 bằng lĩnh vực xây dựng công trình viễn thông với nguồn vốn tương đương 2 tỷ đồng. Đến nay, sau 30 năm, Viettel được đánh giá là một trong những tập đoàn kinh tế nhà nước hiệu quả nhất Việt Nam, thể hiện qua các chỉ số, lợi nhuận cao khoảng 40-45 ngàn tỷ đồng một năm, nộp ngân sách nhà nước lớn khoảng 35-40 nghìn tỷ đồng mỗi năm, và thương hiệu có giá trị lớn nhất Việt Nam. Giá trị lớn lũy kế từ năm 2000 đến nay, Viettel đã nộp ngân sách đến 258.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận đạt 334.000 tỷ đồng. Giá trị thương hiệu được xác định là 4,3 tỷ đô la, trở thành một trong 500 thương hiệu có giá trị nhất toàn cầu. Viettel được ghi nhận đã liên tiếp tạo ra sự thay đổi mang tính cách mạng của ngành viễn thông và công nghệ thông tin. Tại Việt Nam, Viettel phá thế độc quyền và đưa viễn thông từ xa xỉ trở thành phổ cập, phục vụ đến 110 triệu thuê bao trên toàn cầu tại 11 quốc gia, là top 30 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới. Viettel liên tục tiên phong phủ sóng 3G, rồi 4G rộng nhất và hiện đại nhất, làm bùng nổ dịch vụ băng rộng di động. Gần đây nhất, dịch vụ di động thế hệ mới nhất 5G đã được Viettel thử nghiệm thành công đầu tiên tại Việt Nam. Viettel cũng đã nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi và sản xuất hàng loạt các thiết bị dân sự và quân sự, rất nhiều trong đó có tính năng và chất lượng tương đương vượt trội sản phẩm của các quốc gia phát triển, tiết kiệm cho ngân sách hàng tỷ đô la Mỹ. Viettel là doanh nghiệp rất chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội. Mỗi năm, tập đoàn chi khoảng 370 tỷ đồng và lũy kế đến nay Viettel đã chi khoảng 3.500 tỷ cho các dự án xã hội. Điển hình là các chương trình miễn phí Internet trường học, mổ tim, bệnh nhi bẩm sinh nghèo, học bổng trẻ em nghèo hiếu học, bò giống giúp đồng bào biên giới, hỗ trợ các huyện nghèo theo chương trình 30A của chính phủ. Cùng với đó, những năm qua, Viettel Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ viễn thông và giải pháp, áp dụng những công nghệ mới nhất, tạo ra sự tăng trưởng nhanh và bền vững. Theo đó, Viettel đã triển khai tại Hưng Yên các giải pháp công nghệ tiên tiến phù hợp với hạ tầng sẵn có của tỉnh. Viettel tư vấn xây dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh tại Hưng Yên, bao gồm kiến trúc công nghệ, phát triển, tích hợp các dịch vụ, xây dựng hệ sinh thái, ứng dụng đô thị thông minh. Trong những năm vừa qua, thì được sự giúp đỡ của tập đoàn cũng như chính quyền địa phương, thì Viettel Hưng Yên đã có những các cái bước phát triển là vượt bậc. Đấy, chúng tôi đã tập trung đầu tư cho hạ tầng mạng lưới cả về 2G, 3G, 4G, và sắp tới thì chúng tôi đã chuẩn bị tài nguyên đầu tư cho 5G. Và Viettel Hưng Yên đã trở thành là cái đơn vị là một trong những 5 tỉnh là triển khai hạ tầng mạng lưới là tốt nhất của toàn quốc trong thời gian vừa qua, và hàng năm là cũng là một trong 10 cái doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chi phí kinh doanh của Viettel ấy thì là kinh doanh thì luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội từ thiện. Thì trong thời gian qua thì Viettel Hưng Yên cũng có rất nhiều cái đóng góp về cái hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi đã tài trợ toàn bộ các cái đường truyền internet cho tất cả các cái trường công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi cũng đã tổ chức khám sàng lọc tim miễn phí, tham gia công tác là đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa cho các cái gia đình có công với cách mạng mà có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho 10 nghĩa trang liệt sĩ. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng trưởng và đóng góp được nhiều hơn cho tỉnh nhà. Trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Tập đoàn Viettel công bố sứ mệnh giai đoạn phát triển tiếp theo, đó là kiến tạo xã hội số. Những nền tảng cốt lõi như chính phủ điện tử, công dân trực tuyến, y tế và giáo dục
không khoảng cách, đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh, quản lý môi trường thông minh sẽ được ưu tiên triển khai nhanh nhất và phù hợp nhất. Với vị thế và trách nhiệm dẫn dắt ngành viễn thông và công nghệ thông tin của đất nước, Viettel sẽ trở thành điểm hội tụ và lan tỏa những sản phẩm ứng dụng công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số lớn, Internet vạn vật đến mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, cung cấp những giải pháp mang giá trị toàn cầu, đưa Việt Nam đồng hành với thế giới trong cuộc cách mạng 4.0.